Vâng, xin chào các bác đã quay lại với kênh YouTube Cảnh Kỳ Audio. Đấy, thì hôm nay lại tiếp tục một bộ dàn này các bác ạ. Một bộ dàn lại tiếp tục là có một khách. Đấy, lần này ở Hà Nội các bác nhé. Thì mấy hôm nay để chị ăn với đi gấp dàn không các bác, nhiều bộ dàn quá. Thì hôm nay em sẽ ghép các bác ấy là tiếp tục một con đẩy NB. Đây các bác nhìn này, một góc đẩy NB em bây giờ là coi như là còn có vài con này thôi. Còn có vài con em chuyên trị ghép dàn hôm này luôn, rất là hợp, rất là dễ và giá lại hợp lý. Chạy mạch là 600 các bác nhé. Hôm nay thì theo yêu cầu bác ấy lại không lấy loa NB mà bác ấy lại lấy loa chan audio. Đấy, thì hôm trước kể cả những bác khách trước thì em chưa đăng bán loa này lên, nhưng mà nhiều bác khách đã rất là thích và hứng thú với đôi loa này. Đấy, bác khách các bác nhé. Đấy, thì đây là một bộ dàn gồm con vang ETC HC8 cộng có cụm quang và một bộ mic. Cái dòng mic này thì em đang vệ sinh cho thợ vệ sinh cho các bác này. Đấy, có cái này, bộ này là tay đẹp nhất thì em sẽ ghép cho bác ấy luôn. Rất là rẻ các bác nhá. Em vừa đi chạy thì test sóng thử thì sóng con này vẫn đang rất là xa. Và tiếng con này thì thật sự nói để mà nó thuộc dòng côn của Bayer, nhưng mà tiếng con này nó rất là đầm, rất là dày tiếng. Đấy, nó hơn nhỉnh hẳn luôn các bác ạ. Đấy, thì em thử tiếng nó không bị vỡ và nó rất là dày tiếng. Đây là một bộ quan NMU688 này, một con đấy này và một đôi loa chan audio. Đấy, bộ dàn này lên cho bác khách là 15.600.000 đồng các bác nhá. Đây, một bộ dàn có giá là 15.600.000 đồng thôi. Bây giờ em sẽ mời các bác cùng thưởng thức qua cái chất âm đôi loa chan này. Đôi loa chan các bác nhá. Đây, bộ dàn này thì có chọn bộ đấy, đấy này, mic này và vang HC8 cộng. Thì con đấy đấy là có giá trị là 3.600.000, con vang 2.000.000 và bộ đôi loa là 8.000.000 đồng. Đấy, thì em đã có bớt cho các bác ấy vào cái phần cả bộ mic nữa. Đấy, nên là giá nó là hợp lý hơn, là có 15.600.000 đồng bộ này thôi. Thì bây giờ sẽ test qua cho những bác nào mà đang hứng thú với bộ khoảng tầm giá như vậy, mà ta có thể là mua một cả một bộ này thì càng tốt các bác nhé. Một đôi loa chan nhé. Đấy, một đôi loa chan. Xem cái sức chịu đựng con này, nếu thật các bác luôn, em test rất là nhiều rồi. Đánh giá màn các bác, tiếng bát chết rất là giá màn luôn. Đây là chan này. Bloody but unbound. Beyond this place of wrath, tears, looms with the horror of the shade. And yet the menace of the ears finds and shall find me unafraid. Mắc đấy, còn hai nhát là mắc thôi. Ok không? À, và cái tiếng mic con này thì phải nói luôn là dòng này thì mic do cái bộ mic này của em nó thật ra cũng hay, kết hợp với con vang này thật sự nó là chất âm nó rất là hài hòa với nhau. Đây sẽ test cho các bác quà này, cái tiếng mic con này nhé. Đây quà các bác luôn dễ. Đây lên lên 1 2 6 đi 1 2 6 7 đi 1 2 6. Mic nó rất là dày, bộ mic này. Đấy, em chuẩn bị để lên sóng cho các bác đấy. Linh 1 2 6 7. Đấy, con mic này. Về tôi, khóc với tôi những lúc tôi buồn. Nên với tôi cay đắng tôi hơn. Lúc tôi buồn mẹ buồn bên tôi. Cả cuộc đời của mẹ là tôi. Linh thank you.
cha mà con mưa tìm thấy. Rất là tròn tiếng cái bộ mic này. Phải nói là bộ dàn này nó tuyệt tuyệt hay luôn. Đem to nhà con to đi nữa để cho mic to nhờ cho các bạn. Mới là 5.600 các bạn nha. Với tôi cay đắng tôi hơn lúc tôi cần là mẹ bên tôi, cả cuộc đời của mẹ là con. Mẹ tôi bước với tôi như bước chân đầu, thế tôi đâu mẹ gấm trăm lần lúc tôi cần là mẹ bên tôi. Lớn hơn rồi ngỡ còn trong môi. Mẹ ơi, ba tháng năm vất vả ngược xuôi, cho nơi con đã tới mọi người. Sao anh còn chỉ có mẹ thôi. Đêm một hay sau đêm. Rất là bồi hồi. Mà điện thoại thì hơi bé các bạn ạ. Lời thì không thuộc. Nhưng nói chung là nhẹ, hay. Lời rất là thanh thoát các bác. Nhạc đánh rất là mỹ mãn luôn. Rất là mỹ mãn đấy bộ dàn này các bác nhá. Thì nói chung là bác nào còn thích bộ dàn thế này thì liên hệ ngay với Cảnh Kỳ. Đấy, giá là 15.600.000 đồng chọn bộ combo các bác nhá, cả mic nhá. Đấy, ok. Thôi các bác thấy Cảnh Kỳ hát hay hay là đỡ thì cứ bình luận phía dưới. Thích bộ dàn này không thì cho những cái chấm. Thôi lần nữa cảm ơn các bác rất là nhiều. Xin chào, hẹn lại các bác. Xin chào, đừng quên nút like và chia sẻ các bác nhá. Like mạnh lên đấy.